đại lý vừa áp dụng chương trình giảm giá sập sàn, cho mẫu xe MG5 để giải phóng hàng tồn, bản STD chỉ còn 370 triệu đồng. Giá bán này của MG5 STD chỉ ngang ngửa các mẫu xe hạng A tại Việt Nam như Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo. MG5 hiện là mẫu xe đen hạng C rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe này có sức bán chưa thực sự tốt khiến một số chiếc MG5 sản xuất năm 2022, số VIN 2022, vẫn còn tồn kho. Để giải phóng hàng tồn, đại lý đã quyết định giảm giá sập sàn cho MG5 số VIN 2022. Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội hiện giao bán MG5 bản tiêu chuẩn STD số VIN 2022 với giá chỉ 370 triệu đồng. Như vậy, so với giá niêm yết 523 triệu đồng, xe tại đại lý này rẻ hơn đến 153 triệu đồng. Đồng thời, giá bán này chỉ ngang ngửa các mẫu xe hạng A tại Việt Nam như Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo. Tất nhiên, số lượng và màu sắc của những chiếc MG5 STD có giá hấp dẫn, như thế này sẽ rất giới hạn. Đại lý này hiện chỉ có hai chiếc MG5 STD số VIN 2022 với màu sắc là đỏ và đen. So với xe sản xuất năm 2023, MG5 STD số VIN 2022 không có gì khác biệt về mặt thiết kế hay trang bị. Tuy nhiên, xe sẽ bị mất giá hơn nếu bán lại. MG5 tại Việt Nam hiện có hai phiên bản là STD và Lux với giá bán giao động từ 523. 588 triệu đồng. Ngoài ra, vào hồi tháng 9 năm nay, thương hiệu xe Trung Quốc này còn cho ra mắt MG5 với form dáng cũ, có giá từ 399 499 triệu đồng. Ở phiên bản STD, MG5 sở hữu những trang bị đáng chú ý, như đèn pha LED với tính năng tự động bật trên tắt, đèn pha điều chỉnh độ cao, đèn chờ dẫn đường, đèn sương mù sau, đèn hậu LED, vành 16 inch và gương chiếu hậu chỉnh điện trên gập điện trên tích hợp đèn báo rẽ. Bên trong xe, MG5STD được trang bị ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog với màn hình 3,5 in, màn hình cảm ứng trung tâm 10 in, hỗ trợ kết nối Android Auto trên Apple CarPlay và hệ thống âm thanh 4 loa. Động cơ của MG5STD là máy xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 8 cấp số và hệ dẫn động cầu trước. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, kiểm soát phanh khi ôm cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi và cảm biến lùi. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.